nướng xong rồi đều cái mình đem lên mình chấm với nước. Thịt thịt cả nhà thấy săn ghê không? Không, hôm nay thì mình sẽ lấy ra để cùng uống với thằng em mình, không cái đầu heo bự lắm. Thôi cục nào cũng lấy chào. Người giang họ đang chuẩn bị thắp nặc rồi để về quê nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì cũng đã gần Tết rồi, chỉ còn 4-5 ngày nữa thôi là sẽ Tết. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức dứa sinh trên hòn đảo Nam Du này nha. Để coi thử coi hôm nay mình sẽ làm cái món gì để chuẩn bị đón Tết nha cả nhà. Thì ở đảo mình đó là người ta đón Tết đi rất là nhiều, đi đâu cũng thấy rộn ràng với lại nhiều cái vui lắm cả nhà. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng nướng mấy đồ ăn đây nha. Cá này kia với lại trứng kho hột vịt. Ngày Tết của Việt Nam mình lúc nào cũng phải có trứng kho hột vịt hết. Mời cả nhà nha, như mình làm. Cả nhà, đây là cá sòng nha. Cá sòng nướng, mình đang nướng. Với lại đây là cái món hột vịt. Đây là cái hột vịt nha. Em mình nó vừa mới làm xong. Với lại thêm một cái nước chấm của nó nữa, bột ngọt với lại mắm đường đây nè. Đó, nó bỏ trong này đó. Còn dưới này là măng và thịt vịt nha cả nhà. Tại vì Tết này mẹ mình mua không kịp nên mua thịt vịt để mình làm trứng kho vịt luôn. Còn đây mình còn hai con cá sòng nữa, mình nướng cho nó xong luôn cả nhà. Cái loại cá sòng này mà mình nướng cái lại mình ăn chấm với muối ớt nha, mướp chanh chua chua ăn ngon lắm. Loại cá sòng này ăn rất là ngon nha. Nướng xong rồi đều cái mình đem lên mình chấm với nước chấm chua chua, trời ơi ăn vô hết sảy luôn nha. Loại này mình ăn hoài à. Ở đây thì giá cũng rẻ lắm, cũng vài chục ngàn ký à. Gần Tết thì mấy ông anh ổng hay cho gia đình mình lắm. Nhiều. Có khi thì nhiều loại cá này với lại nhiều cá khác nữa. Và còn đây là thằng em mình nó đi công việc rồi, bây giờ mình ở đây mình phụ nó, mình nướng hai con cá. Rồi chút nữa nướng cá xong á thì mình sẽ đem mấy cái trứng kho hột vịt này nè. Trứng vịt này nè. Đó mình đem lên làm luôn. Than thì cũng chín rồi. Ở dưới là măng và thịt vịt. Đó, chặt to to vậy á ăn nó mới đã. Chút nữa mình sẽ bỏ thêm than vô để mà hầm cái loại thịt vịt này cho nó hơi mềm mềm săn săn ăn nó mới ngon. Còn đây là măng khô. Năm nào mình cũng ăn hột vịt với thịt heo, bây giờ mình đổi lại ăn với hột vịt với lại thịt vịt luôn, thử coi cảm giác sao cả nhà. Mình đoán chắc là ngon lắm, nó săn lên nó ăn nó ngon. Còn đây là cái sả nha cả nhà. Em mình nó vừa mới bầm ra để mà chuẩn bị nó làm cái món heo giả cầy. Mình có mua một nửa cái má heo, một nửa cái đầu heo luôn á, thì cũng là cái má luôn á cả nhà, để mà làm heo giả cầy. Năm nay thì mình ăn thêm một cái món heo giả cầy nữa nè, chặt cục bự bự nè, ăn cho nó đã, mình gặm cho nó sướng. Đó, rất là ngon luôn cả nhà. Để coi tay nghề của thằng em mình nó lên tới đâu nha. Năm nào nó về nó cũng làm cái món này, mình ít khi quay lại cho cả nhà xem. Sáng hôm nay thì mình quay lại cho cả nhà để biết được thêm cái món ăn ngon này nữa. Sẵn tiện thì hôm nay mình sẽ cho cả nhà chiêm ngưỡng một cái vườn mai thật đẹp của ba mình. Đây là những cây mai toàn là 5 cánh không cả nhà, chứ không có 4 cánh. Đây là loại mai này là ba mình lên trên đỉnh của cái núi hiện tại mình đang ở đó, thì có đem về để mà trồng cũng mười mấy hai chục năm rồi đó cả nhà.
Còn đây là cái lan là trên đỉnh núi ba mình đem về luôn. Vô tình đi đào mai á, đem về rồi sẵn cho ba mình lấy nó về. Ba mình thích hoa lan lắm. Còn đây là cái cây mít nhà mình. Đó, ba mình trồng ăn xong hụt chục hột á, cái đầu nó trồng mọc lên vậy luôn á, bự vậy đó. Đó. Còn đây là cây mai nè. Cũng còn 3 đến 4 ngày là Tết rồi thì nó mọc luôn, là nó ra bông luôn. Còn mấy cây này thì đang chuẩn bị nở hoa rất là nhiều nha. Trong đây thì ba mình có rất là nhiều mai đẹp. Mai này toàn là đào từ trên rừng về không à. Bông thì đang từ từ chồi ra đó cả nhà. Bông hoa mai nhìn vàng đẹp ha. Đây là từ cái chỗ nhà mình đi lên để cho cả nhà xem. Đó, cái vườn mai nhà mình nó rất là đẹp. Mình sẽ đi lên trên chỗ cao cao á, cái mình cho cả nhà nhìn xuống. Là một cái vườn mai một góc nhỏ thôi. Tại vì ba mình cũng già rồi, thích chơi những cây cảnh tự mình mày mò với lại tự mình đi đào ra đó. Thích lắm, ba mình thích mai với lại cái hoa lan. Rất là đẹp nha. Giờ cho cả nhà xem và chiêm ngưỡng mấy cái cây mai ở chỗ mình nha. Đó. Bên đây là một cái khu vườn của một Úc Anh làng sớm láng giềng của nhà mình nha. Anh cũng trồng xài rồi nuôi gà cũng như bên nhà mình vậy đó. Nhà mình không có nuôi gà, chỉ trồng mai thôi. Còn ảnh thì anh thích nuôi gà đó. Ok cả nhà, bây giờ thằng em của mình nó đã đưa thịt vịt vào để bắt đầu hầm nha. Đó, em mình đang làm cái con vịt đó. Đây là thịt vịt luôn chứ không phải là thịt heo đâu cả nhà. Năm nay thằng em mình nó chơi chọi luôn. Chơi lạ mắt người ta luôn. Gia vị cá sòng, trứng vịt, dưa măng và kho với thịt vịt luôn, mới ghê chứ. Trời, con của thằng em mình nó la quá cả nhà. Nó điện thăm ba nó đó mà nó la vậy đó. Thương ba lắm. Bây giờ thằng em của mình nó đã bỏ măng vào với lại hột vịt luôn. Họ thịt vịt, trời cả nhà thấy không? Thịt vịt con đồng đấy trời châu chết luôn. Họ thịt vịt cả nhà thấy săn ghê không? Không biết là nó ăn có giống như là thịt heo hay không. Mình sẽ để trong vòng 1 tiếng nha cả nhà. Coi thử coi cái món này nó ngon hay không cả nhà nha. Năm nào thì anh em của mình cũng tụ tập lại với nhau làm một cái món gì đó thật là ngon, rồi đem ra uống vài ly rượu nhâm nhi gì đó. Năm nay thịt heo ta mua đắt quá, mua đông quá cả nhà, mình mua không có kịp á. Cái bây giờ mình lấy rỡ thịt vịt rồi mình bỏ vào nước, mình nấu như thế này luôn. Để cho nó nhừ nhừ lại, cho thịt vịt nó hơi mềm mềm chút rồi mình ăn cho dễ. Và sau đây là thêm một cái phần ngon và hấp dẫn mà mấy anh em nhậu không thể thiếu được, đó là cái món má heo giả cầy nha cả nhà. Đây có thể gọi là vừa má heo vừa cái đậu, rất là ngon luôn. Mình tính là mua nguyên cái luôn, nhưng mà thằng em mình nó thôi như đầy đủ rồi, ăn cho ngon. Wow, quá thơm luôn cả nhà ơi. Cậu thêm một miếng nước dừa vô nữa thì cái mùi vị nó lạ, nó khác liền. Bây giờ mình lấy bọt ra nha, để cho cái nồi của mình nó sẽ ngon hơn và ok hơn. Đó, cái vịt nè, mình thấy nó hơi mềm mềm ra đó. Còn trứng thì nó săn săn cắn bụp bụp ăn mới đã. Để mình quậy quậy lên cho nó thấm thấm ha, nhiều nơi, nhiều chỗ khác nữa. Trời ơi, chịu nổi luôn cả nhà, thấy bụng quá, sáng giờ mình chưa ăn gì luôn. Wow, thịt vịt nè. Đó. Mềm mềm ra đó. Ngon rồi đó. Trời ơi, thơm. Ôi, đã thiệt chứ. Chút nữa mình chan với cơm, ăn với cơm còn gì bằng nữa. Ôi, đã thiệt chứ. Chiến này thằng em của mình đó, nó để trứng hơi bị ít. Thường thường mình để tầm ít chứ cũng phải là 20 cái ăn nó mới đã, đúng không cả nhà? Ăn cho qua ngày mai luôn. Giờ mình đậy lại đi.
cho nó nhừ nhừ lại chút nữa, ăn cho nó mềm mềm ngon. Sẵn tiện mình đi mua thêm một chút gia vị về thì sẵn mình cho cả nhà xem thử mọi người ở trên đảo đang chuẩn bị tấp nập đón xuân như thế nào nha cả nhà, để coi ở đảo của mình họ người dân của chúng ta đang chuẩn bị đón xuân và làm những cái gì ha. Mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Ở trên đảo thì chỉ có một cái con đường để mà đi thôi nha cả nhà. Đoạn đường thì chỉ có một cái con đường mình đi xuyên suốt hoài đó là sẽ tới một cái căn nhà của mình thôi, chứ không có nhiều đường ở như ở đất liền và tất cả những chỗ khác khó đi, không phải như thành phố đâu. Thì những người dân ở đảo thì cuộc sống mà ai cũng mưu sinh và lo làm ăn, với lại tập trung rất là nhiều thứ, nên đôi lúc gần cuối năm thì những người dân ở đảo thì họ mới sắm sửa khang trang lại nhà cửa, dọn dẹp lại mọi thứ, bắt đầu đón một cái Tết cho năm mới của mình đó cả nhà. Cuộc sống của người dân ở đảo mình là như vậy. Ok, trước mặt mình là một cái hội thiền của đảo mình nha cả nhà. Mỗi một năm thì đảo mình sẽ tổ chức một lần để họp mặt cùng với xã với lại các anh em chiến sĩ bộ đội họ bảo vệ đảo, rồi tổ chức vui vẻ vậy đó cùng với bà con ở đảo mình. Năm nào thì cũng như vậy, chứ hát hò vui vẻ lắm, rất là vui. Chỗ này hơi khó nên mình cố gắng đi qua từ từ, tại đây là cái đường đi mà. Cả nhà ơi, cả nhà biết đây là cái gì không? Đây là hai cái bình hủ rượu rất là bổ của ba mình nha. Thường thường ba mình buồn hay lấy ra uống lắm cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ lấy ra để cùng uống với thằng em mình để chuẩn bị đón Tết nha. Cái thịt cái món mà thịt trứng gà hột vịt với lại thịt vịt của thằng em mình đó, nó cũng đã chín rồi, nó đang bày ở ngoài á. Giờ mình đem cái lọ rượu này ra. Cái này là cái sâm câu nha, sâm câu trắng. Sâm câu đỏ mình rất ít, đào ngay tại đảo mình luôn á. Còn kế bên là đinh lăng nha, đinh lăng ba mình ngâm cũng cỡ 2-3 tháng rồi đó. Còn trong đây là rất là nhiều rượu ngon của ba mình. Mà ai mà đã uống rượu nhiều á, lại biết về loại rượu nhiều á, nhất là những cô chú, những các cô các bác á mà thích rượu thì chắc chắn nhìn vô sẽ biết được. Đó là cái bình bầu đá ở Bình Định, quê mẹ mình. Em mình hay đem vô lắm. Nó từ Bình Định hay về, nó hay về Bình Định nhà mình ta thăm nhà đâu, mua 1-2 bình về cho ba mình, sẵn ba mình lấy cái bình đó để đựng rượu luôn. Ok cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món má heo giả cày nha. Trời ơi, nhìn cũng là con nấy nó bự, nó đã cái trời. Ôi đã quá nhà ơi, ngon rồi. Mình với thằng em của mình lúc nào mà nó đi làm về đó là nó hay làm một cái món ngon vậy nè, ăn lắm cả nhà. Cái bữa nó làm cái đầu heo bự lắm. Trời ơi, cục nào cũng lấy, trời ơi, nhậu tới tay luôn. Trời ơi, đã trời. Ngon quá cả nhà, thơm quá. À đây cá sống nè. Ồ, cái món cá sống ngon vậy đâu. Ồ, trời cái nồi đã ghê không. Uống thêm rượu nó tới luôn. Để mình qua mình coi thử cái nồi trứng kho
hột vịt thịt vịt của nghe mình coi. Trời ơi đã, trời ơi thơm quá cả nhà ơi. Ui thơm đã quá cả nhà ơi, ngon quá. Hồi nãy nghe mình có đổ thêm một ít nước dừa vô nữa để cho nó sắc sắc lại ngon hơn nữa, để chiều về chiều ăn cơm. À, còn đây là cái cảnh ở ở đảo mình nha, lúc này là đang yên bình, rất là mát mẻ, ghe vô rất là đông. Còn đây là cát của ba mình mà mình vừa mới đi lấy về cho ba mình đó. Ba mình để lên trên trang đó cả nhà. Giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em của mình ha. Với anh em của mình thưởng thức một cái món ăn bình dân ở đảo mình thôi. Đây là món ăn hàng ngày, cộng thêm một cái món ngon độc đáo của thằng em mình nữa. Đó là cái món má heo giả cầy, rất là ngon nha. Các bác nào mà có biết làm cái món giả cầy độc đáo và ngon hơn nữa thì bình luận bên dưới cho mình thêm cái gia vị thật là hấp dẫn ngon nha. Giờ mình lấy thêm cục cho cả nhà coi nè, lấy cục bự bự gà đó. Rồi gặm kiểu này nó mới đã cả nhà. Ôi quá trời ngon luôn cả nhà, mời cả nhà nha. Ồ đã quá nhà ơi. Quá trời ngon luôn. Mình biết là chắc chắn sẽ có một số người sẽ không thích ăn kiểu này, nhưng mà mình nghĩ là ăn như vậy nó mới đã đó cả nhà. Tuy thịt nó ít nhưng mà một cái cảm giác mà mình ăn mà mình gặm gặm như nó sướng lắm, ngon lắm. Trời ơi thơm. Thằng em mình có cho một chút ngũ vị hương vô đây nữa nha. Ăn rất là đậm đà và ngon luôn á. Trời ơi đã quá cả nhà ơi. Đó. Quá đã. Ôi. Giờ mình thử miếng cá sòng nha. Đó, cả nhà thấy không? Rất là ngon. À, thằng em của mình thì nó lo làm nhiều việc quá đó, Tết á. Rồi với lại mình cũng lo lô bu việc nữa, mình quên làm cái muối ớt. Cái này phải làm muối ớt mới ngon. Muối ớt á, muối ớt chanh á. Đó, cái miếng trứng nè, lấy miếng trứng ra ăn. Trời ơi. Ngon. Cái này cũng chua chua nè cả nhà, cái nước mắm này cũng chua 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 lắm. Đó, trời ơi đã. Ui, đã quá cả nhà ơi. Đó, thịt thịt cái loại cá này còn tươi nha. Mấy ông anh mình đi biển vô câu gần đảo nè, rồi đem vô đây luôn. Rồi sẵn rồi mấy ảnh cho ba mình á, cái ba mình đưa cho mấy anh em mình nướng ăn luôn cả nhà. Trời ơi đã. Ồ, thấy nghe mình ăn cục xương bự ghê không? Ăn vậy nó mới đã cả nhà. Trời ơi, quá trời ngon luôn. Còn gì bằng nữa. Đó, có nhiêu đây thôi. Mình tính là mua thêm một cái má đó là hai cái. Nhưng mà thằng em mình nó thôi đủ rồi. Ăn họ đó thì nghĩ lại là không đủ luôn cả nhà. Ồ, cái cục xương này đã ghê không, thịt không? Ồ. Chịu nổi cả nhà, ngon quá, thơm nữa. Ồ, đã ghê. Rồi, lấy miếng cơm ăn coi. À ơi đã. Ôi ngon giờ ơi, đã cả nhà ơi. Chút nữa mình sẽ lấy thêm một miếng nước ở trong cái chỗ heo giả cầy mình chan vô mình ăn với cơm. Trời ơi đã. Ăn cá sòng coi. Trời ngon quá cả nhà ơi. Ôi cục xương nhìn quá đã, phải bóc tay ăn mới đã. Mời cả nhà nha. Giờ mình phải dùng tay ăn nó mới đã cả nhà, chứ ăn đũa không có sướng. Ồ trời ơi, cá như mới đã nè. Trời ơi ngon cả nhà, rất là tuyệt vời nha. Đó, nhà thấy không, cục này quá bự luôn. Ăn nó mới đã. Trời ơi ngon ghê cả nhà, tuyệt vời nha, rất là tuyệt vời. Ngon quá trời ngon luôn. Trời ơi nhìn cái cục xương đã gì đâu. Bữa nào kêu nghe mình chặt bự hơn nữa ăn cho đã. Chặt bự bự ăn nó mới sướng miệng. Rồi ăn vậy nó mới có cảm giác ngon và sướng lắm cả nhà. Đó. Mình không khuyến khích cả nhà là ăn kiểu như mình, nhưng mà mình nghĩ là mình ăn làm sao thấy cho ngon và hấp dẫn là mình cứ ăn thôi. Rất là ngon nha cả nhà, tuyệt vời. Cái cảm giác mình ăn nó rất là sướng lắm cả nhà, ngon lắm. Đã thiệt kìa cả nhà. Lần sau mình sẽ kêu thằng em của mình mua lần hai miếng má heo luôn.
rồi ăn một lần cho nó đã, cho nó có một cái cảm giác là sướng. Chặt hơi bự chút nữa, rất là ngon luôn. Ăn vậy thì mình nuốt cảm giác nó ngon lắm nha. Giờ mời cả nhà uống một ly gù sâm với mình nha. Mời cả nhà nha. Trời, gù này uống rất là phê nha cả nhà, ngon lắm. À, quá ngon. Ôi thịt nè. Nhìn vợ mình ăn cái cục này thấy nó ham ghê luôn. Cả nhà thấy không? Quá trời, cái cục lẳng ăn rất ngon luôn. Ăn sực sừng. Khúc này là thịt rất nhiều nha cả nhà. Khúc này nè, thịt ngon lắm. Cái mùi ngũ dưỡng bay ra bay lên, trời ơi đã, nó ngon lắm cả nhà. Đây, đây là còn có mấy cục nữa không? Ăn hồi đó cái thấy không đủ liền. Rồi, mời cả nhà nha. Mời cả nhà uống thêm với mình nó ly nha. Rồi, cái con cá sòng ngon ghê không? Còn đây là lá đinh lăng. Cái loại này ăn vô dễ ngủ lắm. Rồi, đã cả nhà ơi. Mồi bén, rượu ngon, tuyệt vời. Ngon lắm cả nhà ơi. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ nha. Ai có gia đình thì về thăm gia đình nha cả nhà. Đừng có để lâu nha, không có tốt. Nghĩa là mình nhớ gia đình mới về. Còn đây là còn ba cục nè. Đó, ba cục này mình nhắm lai rai là ngon. Lấy cái nước cá đó, lộn. Mình lấy cái nước thịt mình chan vô mình ăn cho đã. Thằng em của mình nó nói không có đủ luôn cả nhà, thấy chưa? Nó không đủ. Bây giờ mình sẽ lấy nước thịt này mình chan vô mình ăn với cơm nha cả nhà. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Quá trời ngon cả nhà ơi. Bây giờ mình với ba mình sẽ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một cái Tết năm mới nha cả nhà. Nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng để mình chào đón một cái năm mới nha. Cả nhà cũng vậy, ai có nhà có cửa, ai có cha có mẹ thì về thăm gia đình nha cả nhà. Nếu không thăm thì mình cứ điện về hỏi thăm cha mẹ mình một câu để cha mẹ mình biết mình còn khỏe mạnh này kia nha cả nhà. Sau đây là một số hình ảnh về ngày Tết mình muốn gửi tặng đến cho cả nhà để mình có thêm một cái cảm xúc với lại một cái yêu thương về Tết nha cả nhà. Chúc cả nhà một cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng nha. Xin mời cả nhà xem những hình ảnh của ngày Tết cổ truyền của Việt Nam mình. Cả nhà ơi, cuối video này thì mình xin gửi tặng đến cả nhà một ít cái cảnh thật đẹp ở đảo mình nha. Để mình dẫn cả nhà đi tới một cái nơi có một cái khách sạn rất là dễ thương ở đảo mình. Không phải là cái này không, mà còn nhiều cái khách sạn giống vậy đang mọc lên đó nha cả nhà. Rất là đẹp và bình yên. Rồi sau đó thì mình sẽ cùng đi xem tất cả mọi thứ ở đảo này. Người dân của chúng ta sẽ đón Tết gần cuối năm, họ chuẩn bị và đánh bắt cá như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Đây là cái cảnh buổi chiều ở đảo mình nha cả nhà. Mình sẽ tới cái chỗ cái eo trắng trắng ngoài đó đó. Bên đó đó là có một cái cảng, mình sẽ đi qua bên đó. Từ đây mình sẽ đi qua bên đó, sẽ đi qua bên nhà dân nha cả nhà để mình xem thử coi mọi người đã chuẩn bị Tết với lại họ đã sắp xếp tất cả mọi thứ như thế nào nha. Sẵn mình đi tham quan một chuyến của cái hòn đảo mình luôn cả nhà. Rồi sau đó mình tới cầu cảng đó, mình ngắm hoàng hôn với lại
mình xem thử người dân đánh bắt cá như thế nào nha. Thường thường cá họ sẽ đem về về cảng á. Đó, giờ mình ra tới đó coi ngay cả nhà. Mình đã tới cái cảng rồi. Đây là cái cảng thứ hai mà người ta đã làm xong nha cả nhà. Cái nhà có thấy cái chỗ xa xa không? Là có một cái khách sạn 5 sao chuẩn bị mọc lên đó cả nhà thấy không? Họ đang hoàn thành. Nếu hoàn thành mình sẽ quay chỗ đó cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình sẽ đi ra cái cảng này để xem tất cả mọi thứ ở đây ha. Đó, cái cảng rất đẹp nha cả nhà. Đó. Mình có nghe mấy cô mấy bác ở đây nói là chút nữa có ghe vào để căng cá đó cả nhà. Đó, bây giờ họ đã vô đó. Để mình chạy tới gần gần cho cả nhà xem cá ở đảo nha. Coi họ đánh bắt bằng cái gì với lại cá gì nha. Ồ, mình thấy cá rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Wow, cá gì vậy ta? Không biết cả nhà không biết đây là cá gì ha. Thực sự ra ở đảo mình rất là đa dạng về cá, rất là nhiều loại cá luôn. À, đây là cá nhồng nè, cá nhồng con. Ồ, cá nhồng con quá trời luôn cả nhà. Wow, đây là người ta đang chuẩn bị lựa cá ra để bán cho cái người đánh bắt sẽ bán cho cái người thu mua lại. Họ đang lựa cá ra. Hình như cá nhỏ nhỏ là cái gì ta? À, quá trời luôn. Cá nhà thấy con cá nhiều ghê không? Đây cái này là cá nhồng con nha. Đây là loại nhỏ nha cả nhà. Để chút nữa coi là máy ảnh căng được bao nhiêu ký ha. Cả nhà ơi, mình có bắt một ít bọ. Đây là con bọ mà mình thường hay câu cá đó. Nếu ai mà coi với những cái video của mình á thì sẽ biết được mấy con bọ này nha. Cá ăn rất là nhạy. Hôm nay mình bắt có nhiêu đây thôi để mình câu cho vui thử cái cảng này có bao nhiêu cá nha. Thường thường cảng làm xong là mình tới mình câu thử coi có cá gì là lạ đây không. Đó, mấy các cô chú đang căng cá trọng á, mình vừa mới quay xong. Bây giờ mình sẽ câu thử ha, ở đây có cá gì ha. Wow, mình dính được con cá rô cả nhà ơi. Dính được con cá rô rồi. Chỗ này thì cá rô cũng hơi nhiều thôi. Tại vì đây là cảng mới nên chưa có nhiều loại cá là lạ về. Chứ thường thường mình câu mấy cảng kia cả nhà. Tầm cỡ 2-3 tháng, 4-5 tháng nữa mình tới thì rong đóng vô cảng nhiều thì cá lạ rất là nhiều. Hôm nay thì mình chỉ câu cho vui thôi. Để coi thử cảng này có cá gì lạ hay không. Để mình biết lần sau mình câu cho cả nhà xem. Lần này là mình câu trải nghiệm thôi nha cả nhà. Cả nhà có nhìn thấy xa xa ở đó không? Ở trước mặt mình không? Đó là một cái rẫy mà người ta đi ra mua để làm một cái khách sạn 5 sao. Chỗ đó không khí rất là mát mẻ với lại đẹp nha. Hy vọng sẽ có một ngày mình sẽ quay chỗ đó cho mọi người xem. Đây là toàn cảnh ở phía sau đảo mình thôi nha, chứ không phải là hết nguyên cái đảo nha. Đây chỉ là cái phần sau thôi, ở sau núi á. Đó, cái cảng đã hoàn thành rất là đẹp nha. Đây là cái cảnh ở ngoài cảng ở phía mặt trước nha. Thường thường từ đất liền mà vô là sẽ đi hướng này nha cả nhà. Đây mình sẽ cho cả nhà cùng xem người dân tấp nập về quê với lại về lại đây ăn Tết. Người ra người vô rất là đông. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ra cầu cảng để ra bến đò coi thử coi người dân về quê đón Tết như thế nào nha. Mời cả nhà cùng theo dõi cái đoạn này của mình nha. Còn đây là cả một đoàn du lịch với lại gia đình á. Họ ra đây họ trải nghiệm ăn Tết luôn rồi cả nhà. Cả nhà thấy một đoàn người bên hướng đây không? Thấy đông không đó? Là du lịch á. Thường thường thì sẽ cuối năm rất là nhiều hộ gia đình ở trong đất liền ra đây để mà trải nghiệm một cái cuộc sống ở đảo. Một cái bầu không khí mới và sạch sẽ nha. Thật sự ra ở đảo mình cũng có nhiều cảnh quan rất là hoang sơ và rất là nhiều hải sản, lại nhiều cảnh để mà mình thoải mái về cái cuộc sống bình yên ở hòn này.
Đó, đây là cái cảnh mà người dân họ đang chuẩn bị tấp nập để về quê nha cả nhà. Với lại có một số anh chị em ta cũng về đảo để mà ăn Tết luôn, đón Tết đây luôn. Đây là cảnh tàu mới vô nha cả nhà. Mình đang đưa đồ tới để mà mình gửi đồ để vào đất liền cho người thân của mình. Sẵn mình quay cảnh này cho cả nhà thấy cảnh nhộn nhịp ở đảo mình như thế nào luôn. Rất là đông nha, rất là đông luôn. Sẵn tiền mình ghé vào chợ mình mua một ít cá về để mà mình làm một cái món cá kho hay là một cái gì đó ăn ở nhà. Đây là chợ ở đảo mình nè. Rất là nhiều hải sản nha. Không phải là riêng chỗ này không mà mấy cái chỗ khác cũng có bán nữa. Hải sản tươi sống thì cũng có luôn. Còn đây là cái gian hàng mà mình thường xuyên ghé vào đây mua. Chỗ này giá cả cũng hợp lý lắm ở nhà. Cá nào cũng có cả. Còn đây là cái cảnh về đêm ở hòn mình nha cả nhà, rất là đẹp nha. Cái chỗ mà đèn sáng nhất đó cả nhà thấy không? Là chỗ đó là cá rất là nhiều, chỗ đó bán hải sản rất là tươi. Cả nhà có dịp thì ra đảo Nam Du mình thì ghé vào đó thưởng thức nha. Đây là chợ ở đảo mình về đêm, rất là nhiều hải sản và đồ tươi. Cả nhà thích thì vô đây mua nha. Ở đằng trước mình là rất là nhiều hàng bông bà con đang bán. Thôi, mình xin chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ và an khang thịnh vượng nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi. Bye bye.